Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ tối nay, CDC Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19 tại 5 huyện, thành thị, bao gồm Cửa Lò, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai. Tất cả các bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước, 4 bệnh nhân trở về từ miền Nam và 4 bệnh nhân đều là F1. Số bệnh nhân đang điều trị hiện nay là 108. Về công tác tiêm chủng, số người tiêm 2 mũi 90.906, chiếm 2,66% dân số và 3,77% người trên 18 tuổi. Số người tiêm ít nhất một mũi 641.858, chiếm khoảng 18,8% dân số và 26,7% người trên 18 tuổi.